Rồi xin chào tất cả các anh đã trở lại với kênh của em. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày, thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 36 mã sản phẩm. Em sẽ test lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Dạ, mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một con cưa ha các anh. Dòng này thì là một con cưa đến từ Nhật Bản ha, made in Japan. Các anh có thể thấy đây là cái phần lưỡi của nó ha. Lưỡi con này thì nó sẽ dài là 21 cm, và dài con này sẽ dài tổng là 45 cm. Hoạt động tốt giúp em. Các anh coi các cái phần lưỡi của nó thì đều còn đẹp hết ha. Thì đây các anh có thể thấy này, mình nhìn kỹ giúp em các cái phần răng lợi của nó này, đây các anh thấy không, đều còn rất là ok, đều hoạt động tốt ha. Dạ rồi, con này mã số 1 giúp em, giá của nó là 280.000 ạ. Mã 1 280.000. Dạ, mã số 2 là một con kéo cắt tôn của Mitsubishi. Dòng này thì sẽ dài tổng của nó là 25 cm. Thì như các anh thấy là về phần ngoại hình là còn rất là đẹp, hoạt động tốt ha. Dòng này thì dài có lò xo luôn ha các anh. Đó, cái lưỡi của nó là còn mới cắm này, các anh thấy không? Lưỡi là rất là đẹp luôn ha. Con này thì không có gì để chê luôn ha các anh. Mã số 2 giúp em, con kéo cắt tôn xuất sắc nha. Con này bao ngon cho các anh luôn. Mã này giá của nó là 280.000 ạ. Mã số 2 280.000 giúp em. Và mã số 3 là một con búa chống sốc. Con này là của nhà Yamaguchi ha các anh. Đó, đây các anh thấy là logo made in Japan nè, logo của hãng ở đây ha các anh. Đó, con này là một con búa chống sốc, nên khi các anh đóng xuống á, thì toàn lực nó sẽ dồn xuống hết ha, chứ nó không có bị phản lực lại nha các anh. Đó, tay cầm này, hàng còn rất là mới và đẹp luôn ha. Đó, con này tổng chiều dài của nó sẽ là 32,5 cm, với đường kính của nó là 4.5. Mã này mã số 3 giúp em, giá của nó là 380.000 giúp em ạ. Mã 3 380.000. Và mã số 4 là một bộ lục hoa thị. Bộ này là hàng mới 100% full box ha các anh. Đó, bộ này là chưa qua sử dụng, chưa xài, hàng từ hãng ra luôn ha. Nó sẽ dùng để vặn mở ốc nè, các anh thấy nè. Bộ này là hoa thị ha các anh, đây hàng mới này. Kích thước là T9 10 15 12, T9 10 15 20 25 27 và 30 giúp em, hàng của Wise. Mã số 4, con này giá là 430.000 giúp em ạ. Mã 4 430.000. Do em điền cái con này nó bị trùng với con kia ha. Con này thì các anh gọi là mã 4.1 giúp em ha. Mã 4.1 ha, thì con này nó sẽ là một cái bình lắc ha, bình lắc đó, pha chế đó các anh. Đó thì đây các anh sẽ mở ra, mình đổ vào trong đây ha. Đó thì hàng đẹp giúp em nha. Đó, pha chế mình sẽ đổ vào trong đây. Đó. Con này thì cái đổng chiều dài của nó sẽ là 15 cm giúp em. Đó, con này là của nhà Yukiwa, hàng của Nhật giúp em ha. Đó, đây thép không rỉ Yukiwa, hàng của Nhật. Mã này mã 4.1, giá của nó là 150.000 nha các anh. Mã 4.1 150.000 ạ. Và mã số 5 là một con kèn của kèn Acmonica ha các anh. Dòng này là kèn của Nhật giúp em nè. Đây full chữ full hãng. Hai bên là ốp đồng ha các anh, hai bên là ốp đồng. Con này gồm có 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 lỗ. Con này tổng 42 lỗ, dài là 16 cm. Mã số 5 giá là 280.000 nha các anh. Mã 5 280.000. Dạ, mã số 6 là một con khò ga, hàng còn rất là đẹp. Nhà này là hàng ngày, con này là của nhà Sakae Fuji giúp em ha. Đó, con này là của Sakae Fuji. Các anh có thể thấy là cái phần thân đây là bằng đồng nè, hoạt động tốt ha. Con này thì khi mà các anh về mình muốn lắp vào trong các cái bình ga mini đó, các anh mua một cái đầu chuyển giúp em ở đây ha, thì nó bán rất là nhiều ở ngoài tiệm hoặc trên mạng đều có, là rẻ thôi ha các anh. Rồi bỏ vô mình làm cái đầu chuyển nha. Đó, con này là có bánh ga tự động, có đánh lửa tự động ha. Nhưng mà cái đánh lửa này thì nó cũng không có được khỏe lắm đâu các anh ha. Cái này thì nó mình đánh nó lên thì ok, không thì các anh mồi ngoài giúp em ha, mình mồi lửa ngoài giúp em ha. Đây là cái đầu chỉnh gió. Đó, con này thì dài tổng của nó sẽ là 14 sen. Mã này mã số 6, giá của nó là 400.000 nha các anh. Mã 6 400.000. Và mã số 7 là một con kéo tỉa của Nhật giúp em. Con này hàng của Jetmax, hàng của Nhật nè. Đó, full chữ ha các anh. Đó, con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 17 cm với phần lưỡi là 7 cm. Thì như các anh thấy là ở đây là các cái đường kéo này, răng lợi đều còn rất là ok để các anh có thể là tỉa ha. Con này là dùng để tỉa tóc nè, tỉa lông các kiểu đều được ha các anh. Đó. Dạ rồi, con này mã số 7 giúp em, giá của nó là 200.000 nha các anh. Mã 7 200.000. Và mã số 8 là một con vít. Dòng này là một con vít của nhà Vietcell, vít cách điện ha. Mã này là vít cách điện 1000V giúp 1000V giúp em này ha các anh. Đó thì như các anh nhìn là các cái bề mặt vỏ vít rồi còn đẹp hết này, không có bị rách gì hết ha các anh. Đó, đây là cái đầu vít hai cạnh. Con này đầu vít của nó ở đây là nó có điền này các anh. Đây. Thì tổng chiều dài của nó là 15 cm ha. Đầu vít này là 5 ly. Đó, con này là 5 ly. Mã số 8 giúp em, con này giá của nó là 70.000 ha các anh. Mã số 8 70.000. Và mã số 9 là một con khoan tháp. Dòng này còn rất là đẹp ha. Con khoan tháp này là hàng của Mỹ giúp em này. Đây các anh có thể thấy này. Đó, con này là đuôi HSS, hàng của Mỹ ha. Đó, đây đầy đủ thông số giúp em ha. Đó. Đây nó sẽ có ví dụ như là đây là 9.5, 12.7, 15.9 là cứ thế đi lên ha các anh, cứ thế đi lên giúp em. Đó. Dạ rồi, con này mã số 9, mã này giá của nó là 300.000 nha các anh. Khoan tháp mã 9 300.000. Dạ, mã 10 là một con bồ cào ha các anh. Mã này là một con bồ cào chuyên dùng trong bonsai nè. Nó dùng để cào rễ ha, dùng trong bonsai hoặc là các anh làm trong các cái chậu rồi đó. À, đây là cái đầu xúc nè. À, đây là cái cào rễ nè. Đó, mã số 10. Con này hoạt động tốt, hàng của Nhật nha các anh. Đây phun chữ, phun mọc giúp em. Đó, các cái đầu của nó là còn tốt ha. Đó, mã này tổng chiều dài của nó sẽ là 25 cm. Mã số 10, giá của nó là 250.000. Mã 10 250.000. Và mã số 11 là một con cần của nhà Tone giúp em ha. Con này là một cái dòng cần cực kỳ xuất sắc luôn để các anh có thể làm việc và sử dụng. Thứ nhất là cái đầu của nó này, các anh thấy có thể lách léo được đến 180 độ. Với cơ chế này thì các anh có thể làm việc đầy đủ, gọi là đa dạng trong các loại các cái ngóc ngách luôn. Đó, cái đầu của con này sẽ là đầu 3/8, hàng đẹp giúp em nha các anh ơi. Đầu con này là còn đẹp nha, tròn vành, không có bị gọi là không có bị móp méo chỗ nào hết ha các anh, rất là ok. Đó, con này thì các anh xoay trái xoay phải đều là còn ngon hết ha các anh. Và đặc biệt là đối với cái dòng này, cái thân thép của nó cực kỳ là dày dặn để các anh có thể làm việc và sử dụng. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 25 cm giúp em. Mã 11, mã này giá của nó là 380.000 nha các anh. Mã 11 380.000 ạ. Và mã số 12 là một con khóa của nhà Snap-on ha các anh. Khóa này là thuộc khóa dạng dài, size 12-14. Đây là một cái dòng khóa thông dụng ha, hai cái đầu khóa rất là thông dụng luôn của Snap. Và Snap là một cái thương hiệu cao cấp của Mỹ ha các anh. Đây là một cái thương hiệu mà nó có độ bền cực kỳ cao luôn ha. Và con này thì như các anh thấy là nó sẽ có hai đầu, một cái đầu là phẳng như thế này để các anh có thể làm trực tiếp vào luôn, hóc ngách đều xài được. Và cái con này thì nó sẽ có một cái độ nhô ra ha, để có nghĩa là khi mà kể cả khi mà các anh làm có những cái con ốc nó ở trong những cái phần hẹp đó các kiểu đó, nó thì nó đều có thể lít vào được bên trong ha. Đó, rất là ok luôn. Đây các anh coi các cái đầu của nó nè, đầu là còn đẹp hết nha. Đó, đây đầu đẹp giúp em. Đây ạ, đây ạ. Mẹ. Nó rất là ok ha các anh. Mã 12, con này dài tổng của nó là 29,5 gần 30 cm. Mã số 12, mã này giá là 500.000 nha các anh. 12 500.000. Dạ 13 là một con khóa 4 số. Dòng này là khóa 4 số của nhà Sanky, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật giúp em. Con này thông số của nó sẽ là size nhỏ, gồm có 5.5, 6, 5.5, 6, 7 và 8. Các cái đầu là đều còn đẹp hết nha các anh, hoạt động ngon ha. Đó, con này mua 1 mà được 4, xài tự động luôn. Tổng chiều dài của nó tầm là 12 cm. Mã số 13, con này giá của nó là 280.000 nha các anh. Mã 13 280.000 ạ. Mã 4.2 nha các anh. Mã 4.2 ha. 4 không hiểu sao mà em cứ bị trùng mã số 4 mét thì đem 4.2 anh nào, hoặc anh nào gọi thẳng là mua cái con dao ghép luôn giúp em ha. Mã 4.2 là một con dao chuyên dùng để mình chiết ghép canh. Dòng dao này thì hàng của Nhật nha các anh. Con này hàng thủ công của Nhật rất là đẹp luôn, và chất thép của nó là chất thép dạng gia cấp. Đối với chất thép này thì nó cực kỳ bền và bén, dễ mài, dễ xài, dễ sử dụng ha. Đây lưỡi đẹp. Con này khi cuồng các anh chỉ cần liếc nhẹ thôi nó đã bén, và khi mà các anh chiết ghép thì nó tăng được cái tỷ lệ gọi là thành công, nó không có bị đau cây nhiều ha các anh. Đó, con này tổng chiều dài là 18 cm này, phần lưỡi của nó là tầm 4.8. Mã số 4.2, con này giá của nó là 250.000 ạ. 4.2 250.000. Dạ mã số 14 giúp em ha. Mã số 14 này là một con kìm bóp phê ha các anh. Đó, con kìm bóp phê. Mã này thì các anh có thể là mình điều chỉnh được cái độ mỡ của nó bằng cái con này ha các anh. Đó, mình có thể điều chỉnh được độ mỡ. Hàng của Mỹ giúp em. Con này là của nhà Milpa USA. Hàng rất là đẹp luôn nha các anh ơi. Con này là ngoại hình đẹp nha. Trời ơi, xuất sắc, mới cống luôn. Con này thì không có gì để chê luôn ạ. Đây, cây đầu này, kìm phê này, trời ơi, phê xuất sắc nha các anh. Có lò xo cho mình luôn. Tổng chiều dài là 16,5 cm. Dạ rồi, mã kìm phê, mã 14. Con này giá là 350.000 giúp em. Hàng của Mỹ ha các anh. Bền, đẹp, mới. 14, 350.000. Dạ 15 là một con dao của nhà Kai Damascus ha, Kai Sun. Đối với con dao này thì em phải nói là một cái dòng dao không những là có cái khả năng cắt tốt, đó, phù hợp với mọi loại, có nghĩa là các anh làm đầu bếp, xài nhà hàng chuyên nghiệp, xài gia đình vẫn được ha. Đó, xuất sắc luôn. Đối với con dao này thì không có gì để chê, thì ngoài giá trị sử dụng thì nó còn có giá trị sưu tầm, hoặc các anh biếu tặng cũng rất là đẹp luôn ha các anh. Bởi vì sao ạ? Đây các anh thấy là con này nó có các cái đường vân này, đó, nó tạo thành thủ công ha, nó tạo thành từ các lớp thép tạo thành với nhau, tạo thành vân Damascus, tạo thành các cái đường vân rất là tuyệt mỹ ở trên cái phần con dao này ha các anh. Đó, nên là bởi vậy đây là con dao này nó giống như một cái tác phẩm nghệ thuật. Không những vậy thì đối với cái dòng dao này thì các anh thấy là nó có tên là chef luôn đó, premium chef, có nghĩa là dùng đầu bếp xài. Đó, rất là tuyệt vời. Và các anh biết là những cái con dao mà đầu bếp xài á thì nó phải đạt được cái độ hoàn chỉnh, nó cả về mặt thẩm mỹ cũng như là cả về các cái chức năng, các cái tính năng của nó ha. Thì con dao này các anh dùng để mình làm chuyên nghiệp hoặc là dùng ở nhà đều rất là tốt, tại vì nó không có bị rỉ sét, nó không có bị rỉ sét, dễ mài, dễ xài luôn ha. Đây con này thì đó, nó được làm bằng thép VGMAX, là thép VG10 á các anh, với độ cứng HRC lên tới là 61 cộng trừ, thì có nghĩa là cái độ này nó có một cái carbon nó cao hơn, nó giúp cho con này nó có độ bén, rất là bén ha, bén và bền. Đây các anh coi cái phần lưỡi đẹp nha các anh. Đó, rất là ok ha. Đó, đây. Con này ngon lành nha các anh, ngon lành cành đào ha. Đó. Gỗ của con này là gỗ bắc ca giúp em ha. Cán gỗ bắc ca nè. Cán gỗ bắc ca giúp em. Đây. Đó, phun mật. Tổng chiều dài của nó sẽ là 34,5, với phần lưỡi của nó sẽ là 21 cm, và cái độ rộng của nó ở đây thì tầm khoảng là 4.8 ha các em, 4.8. Dạ rồi, con này mã 15 giúp em nha các em. Mã 15 ạ. Dạ mã 16 là một con dao cạo ha. Con này thì các anh chuyên dùng để mình cạo râu này hoặc là cạo lông đều được ha. Đó, đây, con này hàng của nhà Page razor giúp em. Lưỡi con này bén nha, lưỡi mã này rất là bén nha các anh ơi. Trời ơi, mở lưỡi nè, các anh thấy không? Nó hoạt động ok ha. Tổng chiều dài là 25,5 với phần lưỡi của nó là tầm 7,7 cm. Mã này mã số 16, giá của nó là 330.000 nha các anh. 16 330.000. Và mã số 17 là một con kìm tút dây ha. Kìm tút dây này đến từ Nhật giúp em, made in Japan. Đó, rất là ok nha các anh. Đó, con này kìm tút dây hệ B, nó tút được dây là 1.1.62, 2.6 và 3.2. Đó, thì đối với các con mà tút hệ B như thế này á, thì nó gọi là nó cực kỳ là đa năng rồi và thông dụng ha các anh. Đó, mẻ này nó tút không có bị ăn vào trong cái phần lõi, tút ở nhiều cái dạng dây cùng một lúc được với nhau mà không cần phải thay đổi ha. Tút đầu dây, giữa dây, cuối dây đều được. Mã 17 350.000 giúp em ạ. 17 350.000. Dạ mã 18 là một con kìm bóp chết đến từ nhà Aigo giúp em ha. Con này hàng của Aigo Nhật Bản nè. Con này size của nó là 5 inch ha. Đó, size con này là 5 inch, hàng của Nhật Bản nè. Bên trong răng lợi của nó thì vẫn còn tương đối ha. Đó, mình vẫn còn xài, hoạt động thì vẫn còn ok. Đó, nếu mà nói 100% thì nó không tới, nó sẽ có một cái số chỗ nó sẽ bị dập như thế này, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều hả các anh. Đó, mình hoạt động thì vẫn ok thôi. Con này mã số 18, giá của nó là 250.000 ạ. 18 250.000. Dạ mã 19 là một con kéo tỉa thủ công đến từ Nhật Bản. Con này là hàng của nhà Masakuni ha các anh. Đây là một cái thương hiệu cao cấp trong cái phân khúc nói về đồ bonsai ha các anh. Masakuni, kéo Masakuni thì thường làm bằng những cái chất liệu cực kỳ là tốt và làm từ những cái tay nghề thủ công gọi là lâu năm ha, trong làng. Made in Japan này. Đấy, các anh thấy rất là ok này, hai bên này mọc miết hết. Đó, lưỡi đẹp luôn nha các anh, lưỡi đẹp luôn ha. Con này nó chỉ có một nhược điểm đối với con kéo này là cái phần cán ở đây nè, nó không có được đẹp như bên đây thôi. Đây các anh thấy nè, nó lấy cái phần phía tay cầm này thôi ha, chứ còn đâu là cả về phần lưỡi rồi nhãn hiệu, thương hiệu con này đều rất là ok. Tổng chiều dài của mã này là 19 cm với phần lưỡi của nó là 4.5 cm. Mã số 19 kéo Masakuni, giá là 680.000 nha các anh. 19 680.000. Và mã số 20 là một con vít lực size nhỏ. Con này là hàng đến từ nhà Canon giúp em ha các anh. Đó, thì như các anh biết là các cái loại ốc mà càng nhỏ thì mình lại càng cần dùng cái vít này. Tại vì đôi khi các anh chỉ cần sai, mình vặn nó lỡ chớn một tí thôi, nó rất là dễ bị hư hại ha các anh. Đó, cực kỳ là dễ bị hư luôn. Thì mình xài những con ốc này mình cân chỉnh được cái lực của nó ha. Đó, con này lực của nó là từ 0.2 cho tới 3 kg/cm. Hàng đến từ nhà Canon giúp em ha. Tặng các anh một cái mũi đây luôn ha. Mình tặng các anh một cái mũi ở đây luôn ha các anh. Đó, hoạt động ok ha. Con này mã số 20, giá của nó là 400.000 giúp em. Đây nó có mã luôn để các anh có thể tra giá được của nó luôn nè. Đó ha, mã 20 400.000 giúp em. Dạ mã số 21 là một con đa năng. Bộ này thì dùng văn phòng đều được ha. Đó, nó có cái vỏ ở đây cho các anh luôn, đi một bộ cả vỏ về cho các anh luôn ha. Đó, factory nè. Bộ này khá là đầy đủ. Đây nó có cây bút, cái bút này thì chắc là mình phải đổ thêm mực vào mới viết được ha. Đây một cái bút. Một cái ghim bấm ha các anh, một cái ghim bấm. Đây là cái đồ dùng để remove này, có nghĩa là dùng để kia mấy cái ghim á, các anh có thể dùng để gỡ nó ra ha. Đó, con này dao rọc giấy, dao rọc các thùng cắt tông á. Đây nó sẽ có một cái Đây, nó sẽ có một cái hộp ở đây để các anh có thể là mình đựng ghim hoặc là mình đựng gì đó đều được trong đây ha. Đó, mình đựng các cái phần ghim bấm của nó. Đó. Ở đây là phần kéo nè các anh. Đó, có cái kéo nè ha. À, đây là nó sẽ có một cái nhấc lên như thế. Đây, nó có một cái bộ, nó có một cái bộ vít ở đây nữa này các anh, một cái vít ở đây nữa ha. Và đây cái bộ này để các anh có thể là treo đồ nó lên được nè, mắc ha. Đó, full bộ mã 21, bộ này giá là 300.000 nha các anh, 21 300.000. Dạ, mã 22 là một con kìm mỏ quạ đến từ Đức. Con này là hàng của Germany giúp em BMW ha. Con này thì chuyên dùng để nó để trong các cái bộ sản phẩm của BMW á, nên là cái chất lượng của nó rất là cao. Con này nhẹ và bền ha, vặn mở tốt. Đây các anh thấy là bên trong răng lợi là còn đẹp hết nha các anh, răng lợi là còn đẹp ha. Con này độ mở ngàm của nó thì tầm khoảng là 3.5 ha các anh, 3.5. Đó, như các anh thấy là các cái ốc này là của nó ha các anh. Hãng thiết kế như vậy chứ không phải là nó bị nứt hay bị gì ha các anh. Nó nè, cả những cái đầu này là các anh thấy không, đều là hãng nó thiết kế vậy luôn ha các anh, chứ không phải là nứt bị ấy đâu. Đó, để cho nó phù hợp. Đó, đây lít lên nè. Mã này dài tổng là 20 cm, gần 20. Mã 22 giá của nó là 250.000 nè, 22 250.000. Dạ, 23 là một cái con nạy ha các anh. Con này chuyên dùng để mình nạy đinh, nạy ghim á. Nó dùng trong các cái ngành ví dụ như là ngành nội thất này, ngành da, hoặc là các cái ngành nghề thủ công á, mình hay có đinh, có ghim rồi đó các anh. Đó thì con này nó dùng để mình nạy ra nè. Đó, rất là ok. Hàng của BP thì không có gì để chê rồi. Thiết kế trái khế này, giúp chống lăn, chống trượt. Đó, ngay cả thiết kế tay cầm, hàng đẹp hết nha các anh. BP là một cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Và đây là một cái hãng mà đang được rất là nhiều người yêu thích đó, trong nghề thích cái con này, bởi vì cái chất lượng như các cái phần thiết kế của nó ha. Tổng chiều dài của con này sẽ là 21,5. Đó, phần lưỡi tầm 11.5 cm. Mã 23, con này giá là 180.000 giúp em, 23 180.000. Dạ, 24 là một con mỏ lết. Dòng này là một con mỏ lết của nhà Super giúp em ha. Đây là một con mỏ lết của Super, dài tổng là 25 cm, hoạt động êm mượt trên từng đường trượt giúp em nha. Đó, rất là ok luôn. Đây các anh coi nè, các cái phần ngàm miệng này đều là còn ngon hết ha. Mã này thì rộng của nó là 3 cm nha các anh. Con này ngàm rộng 3 cm ha. Đó, ngon lành cành đào. Dạ rồi, con này chất thép rèn, hoạt động tốt. Mã 24, giá của nó là 250.000 ạ. 24 250.000. Dạ, mã số 25 là một con mỏ lết răng full thép. Dòng này là một con full thép, hàng của Mỹ giúp em ha, USA. Cực kỳ đẹp luôn các anh ơi. Con này là không những có giá trị sử dụng mà giá trị sưu tầm cao. Anh nào thích cái dòng mà dạng vintage xưa cũ của Mỹ thì chốt cho em con này luôn. Chất thép thì khỏi phải bàn ha, hàng của Mỹ đây nha các anh, USA. Đó, các anh thấy không? Ngon lành cành đào ha. Nói về răng miệng thì khỏi phải bàn rồi các anh ơi. Con này răng miệng là bao đẹp cho mình luôn. Con này khỏi phải chê rồi ha các anh. Đó, ngon lành cành đào này, các anh thấy không? Rất là đẹp ha. Dạ rồi, mã này mã số 25 giúp em. Em có đo rồi ha, dài 25. Mã 25 giá là 480.000 ạ. 25 480.000. Dạ, 26 là một con vít. Con vít này là vít tự động. Con này nó xài vít bằng pin ha các anh, nó xài bằng pin. Hàng của Vexel này. Đây, anh nào mà xài con này rồi thì anh biết là rất là ngon ha. Con này là dùng bằng pin xài này. Khi mà cắm pin thì nó sẽ tự động, nó xoay trái phải được luôn cho mình này. Đây các anh thấy không? Đây, đó, đây các anh thấy đèn nó vẫn hoạt động này. Đó ha. Đó, thì một lát nữa thì đó mình mở lên, đó, đèn nó vẫn sáng. Và tuy nhiên thì con này nó bị chai pin rồi. Đó, đây mặc dù là nó vẫn có cái đầu sạc nè. Con này nó vẫn có cái cổng sạc. Đây, con này các anh có thể sạc pin cho nó được, nhưng mà cái pin bên trong á nó bị chai đó. Và con này thì anh nào mình mua về thì các anh tự mình thay pin giúp em ha, mình mở mình thay pin giúp em đó. Và sau khi thay pin được thì các anh vẫn có thể sạc nó được ở đây ha. Đó, nên là con này thì anh nào mình biết thay pin thì về mình thay, bỏ vô mình xài thôi ha các anh. Đầu 6 ly 3. Đó, còn giờ hiện tại là pin nó chỉ đủ sáng đèn chứ nó xoay cái này không nổi ha các anh. Con này mã 26, giá của nó là 280.000 ha. Đó thì em để con giá này. Anh nào biết xài con này, giá con này cực kỳ cao, rất là cao ha. Đó, nên là anh nào thay pin thì mình có một con hoàn chỉnh mình xài. Mã 26 280.000 ạ. Và mã 27 là một bộ đa năng. Bộ này của nhà Olsen brand, hàng của USA nè, các anh thấy không? Đó, Colonial USA. Đó, dao đẹp nè, các cái đầu tun của nó đều còn rất là ok, bén ha. Đây, đó, đầu tun bén và đẹp nè. Đó, đây một cái đầu giống như một cái con dao nữa đó các anh, để các anh có thể là rọc giấy rồi mình cắt rồi mình đồ ha. Đây giống như con vít khui nè. Bộ này thì gọi là cũng là một cái bộ thuộc cái dòng vintage của Mỹ luôn đó các anh. Đó, nên con này anh nào yêu thích các cái bộ nhìn có vẻ cổ điển đó, thì chốt cho em bộ này ha. Mã này 27, giá là 450.000 ạ. 27 450.000. Và mã số 28 ha. 28 là một con kéo cắt gà của Kai giúp em. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 23 cm với phần lưỡi là 10 cm giúp em. Đây là một con kéo cắt thực phẩm, các anh có thể dùng để cắt gà, vịt, nem, các loại thực phẩm luôn. Và nó là thép không rỉ ha, stainless steel Japan, thép không rỉ, nên là các anh cực kỳ yên tâm ha. Đó, đây là phần cán nhựa này, nó chẳng qua là nó bị hơi bị chày chày, nó cũng không ảnh hưởng gì. Căn bản là cái phần lưỡi con này là lưỡi mới, nó chưa có xài, chưa qua sử dụng, nên là cái phần lưỡi con này cực kỳ bén và an toàn ha các anh. Ở đây nó sẽ có các phần răng cưa, khi mà các anh cắt nó có cái độ cấu, nó không có bị trượt nhiều ha. Mã 28 giúp em, mã này giá của nó là 200.000 ha các anh. Đó, hôm nay sale, mã này sale luôn. Đó, 28 200.000 giúp em. Và 29 là một con tu lấy dấu các anh. Mã này là một con tu lấy dấu của Nhật giúp em nè. Con này hàng các cái đầu là còn mới luôn. Nói chung con này là hàng còn mới luôn, mới và đẹp luôn. Đó, anh nào thích lấy dấu trên kim loại thì mình có thể chút nhọn đi được ha các anh. Mã này tổng chiều dài là 15 cm. Mã 29 giá là 180.000 ạ. 29 180.000. Và mã số 30. 30 là một con liếc dao kéo ha. Con này chuyên dùng để mình liếc các cái dòng lớn vẫn được. Hàng của Nhật, Japan giúp em. Cán là cán gỗ nha các anh. Mã này tổng chiều dài sẽ là 37,5 với phần lưỡi của nó tầm 25 cm. Đây các anh coi các cái phần liếc của nó nè, hoạt động thì vẫn còn ok. Liếc dao kéo, liếc xài, dao xài lớn cũng được luôn. Mã 30, con này giá là 300.000 nha các anh. 30 300.000. Và mã số 31. 31 là một con nhíp ha. Mã này là một con nhíp dài, nhíp lớn của nhà AP. Đó, hàng thép không rỉ giúp em. Tổng chiều dài con này sẽ là 30 cm. Bên trong răng lợi rồi các anh thấy là đều còn rất là ok, để các anh có thể làm việc và sử dụng ha. Dạ rồi, mã này 31, giá của nó là 230.000 nha các anh. 31 230.000. Con này các anh có thể dùng nhổ lông này, nhíp, lắp sâu bọ, hoặc là các anh có thể bóc tách rễ, hoặc là dùng trong thủy sinh đó các anh, rất là tốt ha. 31 ạ. Dạ, mã 32 là một con búa giúp em. Đây là một dòng búa của nhà Bakuma ha. Đó, con này của Bakuma size lớn, tổng chiều dài của nó sẽ là 35,5 cm. Dòng này size lớn, đóc cực kỳ khỏe luôn ha các anh. Đây, bề mặt búa đẹp nè, đầu nhổ đinh đẹp nè. Đó, ngon lành cành đào ha các anh. Con này thì bao ngon cho các anh rồi nè, made in Japan đầy đủ. Mã số 32, giá là 280.000 ạ. 32 280.000. Dạ, mã số 33, mã này là một bộ cần khẩu ha. Đó, mã này là một bộ cần khẩu. Bộ này thì cơ bản là sẽ đến từ nhà KTC nha các anh. Đây. Đó, cơ bản thì nó sẽ đến từ nhà KTC full hộp như thế này. Thì bây giờ em sẽ lên từng món trước ha các anh. Trước hết là một cái cây cần tay lắc. KTC. Con này thì dài 25 cm, đầu 1/2 giúp em ha các anh hoạt động tốt nha. Cây đầu tiên. Số tiếp theo thì con này nó sẽ là một cái đầu của bộ này của KTC luôn ha. Nó sẽ lách léo được 360 độ luôn. Đây các anh thấy là đầy đủ luôn. Thì đối với cái con này nó giúp các anh có thể làm việc chuyển góc rất là tốt. Đây là một cái đầu, con này là 15 cm, nó cần nối dài, chuyển từ 1/2 ra 1/2. Ở đây là các cái phần đầu khẩu của nó. Khẩu đầu tiên thì sẽ là khẩu 11 ha các anh, 11, 12, đây là hai cái khẩu này đẹp nha các anh, 11, 12, 13, con này là 13, 14 ha, đây bộ này của KTC, 13, 14. Tiếp theo là 14, 14 và 14,5, các đầu khẩu đều đẹp hết ha, 14, 14,5. Tiếp theo là 16 và 17 ha, bộ này 16, 17 nè. Con này có nhiều con nó sẽ vừa đổi ra hệ in cho các anh luôn. Và nó là chủ yếu là hệ mét hết. Tiếp theo là 19, 21. 19, 21. Và tiếp theo là 23 và 26. 326 ha. Vậy là bộ này là full bộ hết là của KTC luôn, không bị trộn ha các anh. Nó không có bị có một cái hãng nào khác trong đây hết. Thì bộ này là full bộ hết của KTC, hàng zin của nó luôn ha các anh. Đó là full bộ ngon lành cành đào. Nên anh nào yêu thích mã này thì chốt giúp em nha. Trời ơi, xuất sắc nha. Đó, một bộ của nó ngon lành. Anh nào yêu thích mã này thì chốt giúp em ha. Đây. Hàng ngon hết ha. Mã này mã 33 giúp em ạ. Bộ này giá là 1.100.000 ha. 33 1.100.000 bao gồm cần này, gồm có 2 4 6 8 10 12 khẩu ha. Một khẩu chuyển đây, cần nối đây và cần lắp đây, mã 33. Dạ 34 là một con bào gỗ ha. Mã này là một con bào gỗ thì ở đây nó sẽ có một cái bộ bên trong đây là nó sẽ còn có một cái phần lưỡi và một cái lưỡi dự phòng và một cái lục giác để các anh có thể thay lưỡi ở đây ha. Đó, rất là ok. Mã này lưỡi này thì tầm 5.5 này, dài là 25 cm. Mã 34 giá của nó là 380.000 ạ, 34 380.000. Và mã số 35 là một cái ấm Tetsubin. Ấm này là một cái ấm chuyên dụng để mình đun nước pha trà của Nhật Bản ha các anh. Đó, cái bình ấm này là hàng của Nhật chính hãng nha các anh ơi. Đó, mình đừng có so sánh với các cái bình khác ở trên thị trường nếu mà không phải của Nhật nha các anh. Đó, đây là một bình ấm Tetsubin. Con này là dạng ấm có cái họa tiết nổi nè, rất là đẹp. Đây là cũng là một cái dạng họa tiết đặc trưng của các cái bình ấm Tetsubin này của Nhật. Thì trong các văn hóa trà đạo của Nhật Bản thì không thể nào thiếu cái bình này được. Thì nó sẽ dùng để mình làm mềm nước pha trà. Nó sẽ giúp cho trà nó có một cái vị thơm hơn, ngon hơn, ngọt hơn ha các anh. Đó, và ấm này thì cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn. Đối với cái ấm Tetsubin thì bên trong của nó sẽ giúp cho các anh có thêm các cái phần vi sách. Nếu anh nào mà mình tìm hiểu kỹ về các ấm Tetsubin này thì ở đây không phải là các cái gọi là nó không phải là nó bị rỉ sét hay các anh. Đó, và đây là cái cơ chế để có thể tạo thành những cái ấm Tetsubin này. Đây các anh thấy này, khi mà các anh pha đó thì những cái vi sắt ở trong của nó sẽ hòa quyện vào trong nước, nó giúp bổ sung thêm vi lượng và tốt cho sức khỏe ha các anh. Đó, thì anh nào mình có cái mình đã từng uống rồi hoặc mình đã tìm hiểu về các dòng ấm Tetsubin này thì mình đều biết ha các anh. Đó, và đây các anh thấy là có những cái phần trắng trắng ở trên đây nè, các anh thấy không? Đó, thì những cái phần này nó giúp cái phần nước mình nó mềm hơn ha. Đó, nói chung là những cái con này thì mình càng pha càng tốt ha các anh. Mình càng pha mình càng sử dụng thì nó càng ok ha. Đó, ngon lành cành đào. Nói chung là ấm này dòng xịn ha. Anh nào mình thích uống trà, mình thích trà đào, hoặc là mình thích pha những cái ấm tốt cho sức khỏe thì mình chốt cho em con này, ấm Tetsubin mã số 35 giúp em ha, mã 35 ạ. Và mã số 36 là một con mài. Mã này dùng để mình mài bề mặt dao ha các anh. Đó, mài bề mặt dao kéo nè. Con này nó giống như là một con đá bùn vậy đó các anh. Đây, hai mặt nè. Đó, hai cục. Mã này tổng chiều dài của nó là 13,5, gần 13,5 cm. Độ rộng của nó là 2,7 cm. Chiều cao là tầm gần 4 cm đó các bạn. 3,8. Mã số 36 giá là 330.000 nha các bạn. 36 330.000. Và rồi em đã lên tổng cộng là 36, thực ra là 38 mã đó các bạn. Dạ rồi, anh nào yêu thích mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.